anh em chúng ta đang có mặt trên chiếc xe chở ngành Nam gia đình Phật tử Đức Trơn sau khi tham dự chiến trị Dũng về. Nhìn chung tổng quá anh em có vẻ thấy sau 2 ngày thì tinh thần vui vẻ là mặc dù là rất là mệt, thì xin chúng ta sẽ làm một vài ký sự nhỏ trên phóng xe, trên xe. Mời anh Thắng, người anh cả gia đình sẽ phát biểu cảm tưởng sau khi mà kỳ trại kết thúc. Xin anh cho biết tâm sự của anh đối với ngành Nam của gia đình mình như thế nào. Dạ, xin anh. Xin các anh cho ban huấn trưởng tất cả các em qua chuyến Dũng phần lịch 2553 này. Anh em huấn trưởng và đoàn sinh chúng ta đi khá đông đủ và chúng ta đã tạo một cái khả năng hấp dẫn rất cao đối với các đơn vị bạn. Hầu như tất cả các đơn vị bạn đều nhìn ra với một cái gương mặt là cũng ao ước sẽ được như gia đình tự chơi ta. Và anh cũng cảm thấy từ đoàn sinh và hình tượng của mình rất có nhiều cố gắng và chuẩn bị đã được chạy vốn. Anh hy vọng rằng đây sẽ là chạy vốn gây cho chúng ta đạt được nhiều ấn tượng, làm hành trang chúng ta cho những cuộc chạy sắp tới. Kính thưa anh em, một người anh lớn kế tiếp là anh Tuấn, đoàn trưởng này, Tuấn Nam. Gọi là anh Thứ. Anh Thứ. Xin anh Tuấn cũng phát biểu một cái lời tâm sự đối với anh em sau khi chạy Dũng kỳ trắc 2010 kết thúc. Thì coi như là chạy kỳ trắc đã kết thúc thì anh thấy là cái thứ nhất là tinh thần của các em cũng như là các anh trưởng trước trại cũng như sau trại rất là cao, nên từ đó ta đạt được một trong những cái giải và cao nhất trại, đó là giải nhất kỹ thuật trại, một số đơn vị mạnh của tỉnh đã mình cũng đã vượt qua một cách xuất sắc. Thì đây là cái công lao của các anh em trong gia đình từ trước trại và sau trại. Anh mong rằng là chúng ta vẫn tiếp tục duy trì những cái truyền thống đó và rõ ràng là chúng ta còn muốn tiến xa hơn nữa, chúng ta có những cái tham vọng cao hơn nữa. Thì anh mong rằng chúng ta những cái kỳ đại dụng tới chúng ta sẽ đạt được. Dạ, xin cảm ơn lời phát biểu của anh. Kính thưa các anh em, kỳ chạy Dũng kỳ chắc 2010 của chúng ta đã kết thúc. Xin hẹn anh em vào kỳ chạy Dũng năm sau là của gia đình chúng ta và năm sau nữa là của tỉnh. Nhưng mà để kết thúc thì chúng ta hãy chứng minh một lần nữa sức mạnh của ngành Nam gia đình Phật tử Đức Trơn.